Samurai là nhóm những chiến binh tinh anh được đào tạo nghiêm ngặt và có vũ trang rất tốt. Nó là sự hòa trộn độc nhất giữa sự hung dữ và tinh xảo, các tấm kim loại bện lẫn những dải lụa mềm. Người chiến binh hung dữ cũng đồng thời là một quý ông lịch thiệp. Mỗi thành phần của bộ giáp đều được cá nhân hóa cho từng Samurai, và người ta cần hàng tháng để làm xong. Tuy nhiên, sau mấy thế kỷ, chỉ còn lại một vài bộ còn được lưu giữ lại. Có thể chiêm ngưỡng chúng nguyên vẹn như hàng trăm năm trước đây, chẳng khác nào một điều kỳ diệu. Sự nổi lên của các Samurai, những yếu tố làm nên sự khác biệt của bộ áo giáp Nhật bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 4. Nhưng nhìn chung chúng vẫn, bộ áo giáp Nhật mà chúng ta biết ngày nay chỉ thực sự xuất hiện cùng với sự trỗi dậy của tầng lớp Samurai khoảng thế kỷ thứ 8. Lúc đó quân đội hoàng gia Nhật Bản chỉ có nguồn gốc từ các nông dân bị bắt đi lính. Cách làm này không tạo ra được một đội quân có sức mạnh. Các phái ly khai, các lãnh địa độc lập và cả những nhóm trung lập đều có thể đe dọa đến sự ổn định của đế quốc cũng như sự an toàn của dân thường. Không thể trông cậy vào sự bảo vệ của đội quân như vậy, các lãnh chúa và chủ đất đều tự tuyển mộ các chiến binh của mình nếu có đủ khả năng. Mặc dù vẫn có sự cạnh tranh, nhưng họ nhanh nhóm nhìn thấy sức mạnh nếu được liên kết lại. Từ Samurai có nguồn gốc từ một tiếng Nhật cổ mang ý nghĩa phục vụ, phụng sự. Cùng với thời gian, quyền lực của nhà vua yếu dần và sức mạnh của tầng lớp võ sĩ quý tộc tăng lên. Từ thế kỷ 12, những Samurai làm việc cho các Hōgun chính là tầng lớp thống trị ở Nhật Bản. Bộ giáp của Samurai không có một cuộc sống dễ dàng. Các cuộc chiến khốc liệt trải dài hầu như toàn bộ lịch sử 700 năm của chế độ quân sự Nhật Bản. Tính chất của các cuộc chiến cũng thay đổi không ngừng. Các cung thủ trên lưng ngựa dần nhường chỗ cho các kiếm thủ, rồi đến lượt các kiếm thủ bị thay thế bởi các chiến binh dùng súng được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Trung Quốc. Có rất nhiều biến thể khác nhau của các chiến dịch quân sự, đòi hỏi bộ giáp phải đủ linh hoạt và chắc chắn. Những cố gắng chế tạo ra một bộ giáp đa năng hoàn hảo dẫn đến sự phát triển của lớp giáp đặc trưng kiểu Nhật. Samurai, một bộ đồ sam, cùng với đó là rất nhiều phụ kiện thiết yếu như là hai thanh kiếm, một cây cung dài cùng bao đựng tên, một hộ mũ, gậy, áo choàng chống lửa, một cái quạt gấp lớn vẽ biểu tượng mặt trời mọc. Mặc dù vậy, tất cả chúng chỉ nặng khoảng 18 kg so với bộ đồ nặng 27 kg của các kỵ sĩ châu Âu. Cũng vì do tinh thần võ sĩ đạo, sự trỗi dậy của tầng lớp Samurai đã hình thành một bộ quy tắc đạo đức được gọi là tinh HN võ sĩ đạo, gần tương tự như quy tắc hiệp sĩ ở châu Âu. Uhi do chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi Nho giáo và Phật. Khi sống, Samurai phải biểu lộ sự trung thành, kỷ luật, nghiêm khắc, có nhận thức về tính mong manh hư ảo của cuộc sống. Bởi vậy, tầng lớp quân sự tinh hoa này được họ sưu tầm và trưng bày các đồ đạc có giá trị như đồ gốm, sơn mài và vật dụng kim loại. Quần áo của họ làm bằng những loại lụa hảo hạng nhất. Các chiến binh cuối cùng, vì vậy chúng nhất thiết cần có vẻ đẹp trắng lệ ấn tượng. Trong bài viết đánh giá về cuộc triển lãm số lượng lớn các bộ giáp từ thời kỳ Edo, tác giả Mehe Makather đã giải thích về các lựa chọn thường dùng để thiết kế giáp cho Samurai. Phần lớn cơ thể Samurai được bao phủ bởi hàng trăm miếng vảy sắt được liên kết bằng da và dây lụa, phòng theo da của rắn hoặc rồng. Thông thường các miếng sắt chỉ giới hạn trong màu xanh tối và nâu, nhưng các lãnh chúa có nhiều tài nguyên và thiên hướng yêu thích kịch thường thích màu đỏ máu hoặc có thể rát vàng. Chúng có thể được sắp xếp để có vẻ đẹp lộng lẫy trong hình dáng kỳ quái, dữ tợn của quỷ hoặc của thần bảo hộ. Chúng có màu nền trung tính tạo cơ sở để khảm vàng như hình rồng và các thiết kế khác. Kathu 2014, phần quan trọng nhất trong bộ giáp Samurai, triển lãm giáp mũ Samurai ở bảo tàng Stockholm, Thụy Điển. Đó hơn nữa, binh sĩ chết trận có thể bị kẻ thù lấy cắt lấy đầu để dùng như là một biểu tượng của chiến thắng. Mặt nạ được tạo hình dữ tợn như mặt quỷ hoặc thần núi. Nó thường được làm từ sắt, trang trí thêm bằng lông thú, sừng tê giác và sơn mài. Trang sức của bộ giáp được chọn đôi khi chỉ đơn giản là biểu tượng của gia đình. Một số khác dùng các hình ảnh dữ tợn như hình rồng, sư tử hoặc chim săn mồi. Hoặc có bộ giáp gắn với các biểu tượng tôn giáo như hình Bồ Tát hay nữ thần bảo trợ. Đến thế kỷ thứ 18, các tướng quân Hōgun đã có thể mang lại hòa bình cho Nhật Bản. Không còn nhiều công việc cho các Samurai, họ có thể trở thành viên chức chính phủ hoặc được thuê theo yêu cầu, như trong bộ phim 7 Võ Sĩ Đạo. Tuy nhiên các bộ giáp vẫn được chế tạo để dùng trong các lễ hội hay biểu thị cho sự giàu có của gia đình.
chúng được giữ đến ngày nay nhiều hơn so với các bộ được làm từ thế kỷ 12. Dù vậy, những bộ áo giáp cổ vẫn xứng đáng là những kiệt tác đáng để hậu thế chiêm ngưỡng.